Xin chào các bạn, mình là Phong. Trong video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy bắn đinh Valet của hãng Makita với mã sản phẩm là AN760 nha các bạn. Thì như các bạn thấy thì con máy khá là to và siêu khủng nha các bạn, chuyên dùng để bắn valet. Và đi kèm với máy thì hãng cũng cho ra chúng ta một cái catalog và một phiếu bảo hành chính hãng trên toàn quốc. Với tiếp theo đó là hai cái lục giác và một cái chầu máy để chúng ta thay thế dầu nha các bạn. Đây, bơm dầu cho máy. Và con máy bắn đinh Makita AN760 có cái độ bền rất là cao và dùng để làm hoặc cải tạo các pallet hoặc vật dụng dùng để đóng gói sản phẩm tiên tiến và đóng pallet, được ứng dụng rộng rãi với nhiều người Việt Nam ưu chuộng tiêu dùng nha các bạn. Thì với cái tốc độ bắn đinh rất là nhanh và hiệu quả công suất công việc rất là cao, với cái đặc biệt khác biệt so với các hãng khác, và với cái thiết kế rất là nhỏ gọn và nhẹ nhàng giúp chúng ta di chuyển một cách thuận tiện hơn, thì con máy bắn đinh AN760 là cái công cụ rất là hữu ích cho các nhà thầu xây dựng công trình trong khâu hoàn thiện như là lắp đặt khung cửa, vách ngăn, treo trần, treo hệ thống ống dẫn điện nước vân vân. Thì con máy này đồng thời thì nó có thiết kế thì rất là nhỏ gọn nhé các bạn, với cách bảo quản và sử dụng an toàn. Tay cầm của máy được thiết kế vừa tay, đây như các bạn thấy thì rất là vừa tay, và cái độ ma sát cao chống trượt khi tay chúng ta dính dầu nhớt nha các bạn hay bị ra mồ hôi, góp phần giảm thiểu cái tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn và trong khi làm việc. Thì con máy này nó có thể là cái bầu chứa đinh của nó đây nha các bạn. Cái bầu chứa đinh, cái dung tích của nó là chứa tối đa là từ 200 tới 300 bc nha các bạn, và cái lực ép của nó là từ 0.49 cho tới 0.83 mpa. Với cái chiều dài đinh nó sử dụng là từ 45 tới 75 mm nha các bạn, và chiều rộng của đinh là 2.2 mm cho tới 3.3 mm nha các bạn. Thì con máy này với trọng lượng của nó là nặng khoảng 3,2 kg và rất là dễ dàng thuận tiện khi sử dụng, rất là nhẹ nha các bạn. Đấy. Thì rất là chất lượng, với phần tem logo của Makita thì được in chụp nổi khá là đẹp, và phía dưới phần tay cầm thì có công tắc bóp khá là nhạy nha các bạn. Phía dưới đây nữa là nó sử dụng hãng cũng dán cho chúng ta cái tem thông số kỹ thuật và cái đường dẫn hơi vào đây nha các bạn, 1/4 inch. Thì mình cũng vừa review sơ cho các bạn một con máy bắn đinh valet của hãng Makita với mã sản phẩm là AN760. Nếu các bạn có thắc mắc hay muốn tư vấn thêm về cái sản phẩm này thì hãy liên hệ với số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay hãy để lại một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn.